Theo AFP, núi lửa White Island ở New Zealand đã phun trào trở lại, tạo ra cột cho bụi trong ngày 22 tháng 8. Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cho hay 10 chuyến bay đã bị hủy vào sáng 22 tháng 8 do cho bụi núi lửa gây ảnh hưởng đường bay. Một phát ngôn viên hãng sau đó cho hay một số chuyến bay đã được khôi phục sau khi cho bụi tan biến. Viện Nghiên cứu Khoa học GNS cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động phun trào nhỏ của ngọn núi lửa đã bắt đầu vào đầu tháng này các nhà khoa học cho rằng đây là một phần của chu kỳ phun trào điển hình từng được ghi nhận của White Island, đồng thời cảnh báo hoạt động của núi lửa có thể kéo dài từ hàng tuần đến hàng tháng. Các nhà khoa học cho biết do ảnh hưởng của núi lửa, người dân trên các đảo chính của New Zealand có thể ngửi thấy khí núi lửa hoặc bị kích ứng nhẹ mắt hay cổ họng. White Island từng là một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm cách đảo Bắc của New Zealand khoảng 50 km và cách Auckland thành phố lớn nhất của nước này, khoảng 200 km. Các chuyến tham quan đến đây đã bị cấm kể từ vụ phun trào năm 2019, khiến 22 người thiệt mạng. Hiện New Zealand cũng đã nâng mức cảnh báo núi lửa lên cấp 3, trong thang cảnh báo gồm 5 cấp độ. Theo Nation Thái Lan, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan cho biết, chiếc máy bay cánh quạt Cessna Caravan C208B do công ty dịch vụ Thái Flying vận hành mang số hiệu HSSKR chở theo 9 người khởi hành từ Suvarnabhumi lúc 14 giờ 46 phút ngày 22 tháng 8 giờ địa phương đến sân bay Chot, miền đông Thái Lan. Chiếc máy bay này mất liên lạc với tháp kiểm soát Savanahumi vào khoảng 15 giờ và rơi xuống phía sau chùa Wat Khaojin thuộc huyện Bang Pakong, tức chỉ hơn 10 phút sau khi cất cánh. Vụ tai nạn được báo cáo xảy ra lúc 15 giờ 18 phút ở quận Bang Pakong của tỉnh Cha Châu Yang Sao, cách sân bay Suvarnabhumi 40 km một nhân chứng nói, ông nghe thấy tiếng nổ vang lên trước khi phi cơ lao xuống. Sau khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn, đội cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác máy bay trong vũng bùn ở một khu rừng ngập mặn gần chùa. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các mảnh vỡ nằm trong khu vực rậm rạp có vị trí nước ngập đến ngang ngực nhân viên cứu hộ. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, nỗ lực tìm kiếm gặp khó khăn khi thủy chiều dâng cao khiến nước sông tràn vào khu vực theo giới chức địa phương. Cảnh sát hiện phong tỏa khu vực này khi phát hiện nhiên liệu máy bay dò dỉ vào vùng nước xung quanh, đồng thời nỗ lực tìm kiếm hộp đen trên máy bay để tiến hành xác định nguyên nhân vụ việc. Theo báo Khaosot English ngày 23 tháng 8, một số bộ phận cơ thể người đã được tìm thấy. Các quan chức địa phương cho rằng tất cả những người trên máy bay có khả năng đã tử nạn. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy một chiếc túi đựng tài liệu và ảnh được cho là của một phụ nữ nước ngoài cùng một túi đựng quần áo, đồ bơi. Các cảnh sát tại bang Bạc Không cho biết các đội tìm kiếm đang thu thập các mảnh vỡ, nhưng cho đến tối ngày 22 tháng 8 vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của những người trên máy bay. Theo Bangkok Post ngày 22 tháng 8, 9 người trên khoang được cho là gồm phi công và cơ phó người Thái, hai hành khách người Thái và năm hành khách Trung Quốc. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận 5 công dân Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Cha Châu Yang Sao nói trên. Giới chức Thái Lan đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Liên quan vụ rơi máy bay ở Thái Lan sau khoảng 10 phút cất cánh từ sân bay ở thủ đô Bangkok khiến toàn bộ 9 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Thống đốc tỉnh Cha Trương Sao, Chonlate Jang Chong cho biết khoảng 300 người đã được điều động để tìm kiếm thi thể những hành khách xấu số suốt đêm. Cho đến nay, một số bộ phận cơ thể người đã được tìm thấy. Trao đổi với truyền thông, ông Wirat, 59 tuổi, người dân sống ở gần khu vực máy bay rơi kể lại trước khi xảy ra sự việc, ông có ngồi ăn vặt trước cửa nhà. Ông nói, tôi nghe thấy một tiếng máy bay rất lớn, tiếp theo là tiếng nổ và tiếng đập mạnh xuống đất, sau đó là những mảnh vỡ từ máy bay, mảnh gỗ rơi vào mái nhà của tôi. Cư dân Ang Chasawat, 69 tuổi cho biết, ông cũng nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi chạy đến hiện trường vụ tai nạn, nơi họ tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay. Ông nói, trước khi máy bay rơi, tiếng động rất lớn, sau đó máy bay rơi xuống đất. Tiếp theo, tôi chạy đến xem hiện trường, các mảnh vỡ của máy bay đã nằm rải rác khắp nơi. Ông Precha Bontham, 56 tuổi, cũng cho biết thêm, tôi nghe thấy tiếng máy bay tăng tốc rất lớn, không có khói bốc ra. Sau đó, máy bay hạ độ cao xuống cánh đồng và hạ cánh xuống rừng ngập mặn. Đó là một chiếc máy bay nhỏ màu trắng có hai cánh. Sau vụ tai nạn, có một tiếng nổ lớn. Được biết, có 9 người trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn. 5 hành khách là người Trung Quốc, 4 người còn lại là người Thái Lan. Hai trong số 4 người Thái là phi công. Cụ thể, danh tính 9 người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi bao gồm hành khách Jang Jin-jin, 12 tuổi, Trường Jin, 43 tuổi, Tang Ju 42 tuổi, Jin Jin-feng, 45 tuổi, Jin Hang, 13 tuổi, Napak Jirasiri 35 tuổi, Sirijupa Arunathit, 26 tuổi, Phi công ông Ponsak Tothap, 30 tuổi, Đại úy Anucha Deja Pirachon, 61 tuổi. Lực lượng chức năng đã đưa các bộ phận máy bay tìm được về ban quản lý huyện Khao Din trước khi gửi đi giám định. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Trước đó, AP dẫn thông tin từ cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan cho biết, một máy bay chở khách nhỏ trên chuyến bay nội địa ở nước này đã bị rơi vào chiều 22 tháng 8. Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan cho hay, chiếc máy bay cánh quạt Cessna Caravan C208B do công ty dịch vụ bay Thái Lan vận hành đã rời sân bay Suvarnabhumi của Bangkok lúc 14 giờ 46 phút theo giờ địa phương. Kiểm soát không lưu mất liên lạc khi máy bay cách sân bay khoảng 35 km về phía đông nam. Máy bay đang trong hành trình tới Chad, một tỉnh ven biển cách thủ đô Thái Lan khoảng 275 km về phía đông nam. Theo bản tin dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa lý và Khí quyển Philippines cho hay, vào hồi 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão San San ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 141,6 độ kinh đông, cách trung lưu đông khoảng 2, 135 km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão gần 100 km/h, giật tới 125 km/h. Áp suất trung tâm 990 hPa. Dự báo bão san san sẽ mạnh dần lên nhanh chóng trong 24 giờ tới và có thể trở thành bão cuồng phong trong ngày 23 tháng 8. Trước đó, các mô phỏng của trung tâm dự báo thời tiết tầm trung châu Âu ECMWF cũng đã cho thấy khả năng cao là bão San San sẽ chuyển hướng đông bắc để tác động đến Nhật Bản. Từ đầu tháng 8 đến nay, 6 cơn bão đã hình thành ở phía tây bắc Thái Bình Dương, vượt quá mức trung bình của tháng 8 là 5,4 cơn bão. San San là cơn bão thứ 10 trong mùa bão 2024. Dự báo bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản, GMA cũng cho thấy San San sẽ trở thành bão cuồng phong sớm nhất vào ngày 23 tháng 8 hoặc 24 tháng 8. Các điều kiện thuận lợi sẽ thúc đẩy sức mạnh của bão hơn nữa. Rất có khả năng San San có thể là bão cấp 3 trong thang bão 5 cấp, Sapphire Simpson, hoặc siêu bão khi đổ bộ miền Nam Nhật Bản vào sáng ngày 25 tháng 8. Áp suất trung tâm của bão dự kiến vào khoảng 980 hPa. Thời gian và địa điểm đổ bộ chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng miền Nam Nhật Bản dự kiến sẽ hứng chịu cơn bão mạnh nhất. Nhà khí tượng học Mai Ventray đăng một bản đồ dự báo đường đi của bão San San trên X với chú thích: "Cầu nguyện cho Nhật Bản" cơn bão san san xuất hiện không lâu sau khi nhật bản bị bão ampin tấn công khiến hàng nghìn người phải sơ tán hàng trăm chuyến bay và tàu hỏa bị hủy bỏ